chanh dây bà con, nếu nói đến chanh dây không ai mà không biết nó rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà có một số người có bệnh thế này, nếu ta uống chanh dây, ăn chanh dây vào thì bệnh càng nặng thêm, lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Đó là những người có bệnh nổi mề đay, hen suyễn, phù mạch máu, lết dạ dày, sỏi thận, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú. Nếu ta sử dụng chanh dây thì nó sẽ rất là nguy hại cho sức khỏe của mình, làm cho lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi bệnh. Đó là những người không nên ăn để tốt cho sức khỏe, là những người nổi mề đay, hen suyễn, phù mạch máu, lở loét, sỏi thận, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, lở loét dạ dày, sỏi thận, bà bầu và phụ nữ đang cho con bú không nên ăn chanh dây. Ăn chanh dây vào thì nó lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi cho chứng bệnh của mình. Đó, như vậy. Nhưng mà hạt chanh dây nó rất tốt, nó quản lý sức khỏe về tim mạch, giảm huyết áp, tốt cho xương khớp, tốt cho đường ruột, nó trao đổi chất, duy trì nhu cầu của đường ruột. Đó, chống lại các bệnh mãn tính, tốt cho vết thương, ngoài da, ngăn ngừa nấm, giảm cân, đẹp da, tốt cho mắt, tốt cho tiểu đường, mất ngủ. Nhưng mà không phải ta uống bao nhiêu cũng được. Dùng uống không quá một ngày, dùng 6 ngày nghỉ một ngày. Lần ta uống một ly không quá 6 ngày nghỉ một ngày. Đó. Và bà con chú ý nha, không dùng quá 2 quả một ngày. Không dùng quá 2 quả một ngày. Không dùng quá 2 quả một ngày. Dùng 6 ngày, uống 6 ngày, phải nghỉ một ngày. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp nào. Xin chào.